Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh gặp lại nhau sau gần 5 ngày xa cách. Nhưng cứ ngỡ hai vợ chồng này đã xa nhau từ lâu lắm. Người đàn ông này cứ ngỡ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại người thân khi bị rơi vào bẫy của một nhóm đối tượng tại Campuchia. Hàng ngày anh bị các đối tượng cưỡng ép làm việc từ 15 đến 20 tiếng. Nếu chống đối sẽ bị đánh đập, bỏ đói. Rất may anh đã được lực lượng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Khánh Hòa giải cứu đưa trở lại Việt Nam. Nó đưa vào một cái khu gọi là rất là rộng, qua khoảng chừng hai lớp cổng có bảo vệ, đi vô một đường rất là sâu, ở tường rào thì khoảng chừng 4-5 mét. Trên tường rào là sẽ có kẽm gai và có lưới điện để mà tránh việc trốn thoát. Khi mà vào khu đó rồi là nó thả mình đi tự do thì mình có trốn cũng không trốn được. Là bắt đầu là nó sẽ nói được cái lượng việc mình phải đồng ý làm, nếu không đồng ý làm là phải bỏ tiền kêu người nhà tới chuộc về. Còn nếu không nữa mà chống đối nữa, người nhà không chịu làm là bắt đầu nó sẽ dùng vũ lực. Thứ nhất là roi điện, thứ hai là bằng đánh đấm, nhưng mà đánh đấm thì nó ít dùng đánh đấm, nhưng mà nó dùng những cái quyển sách rất là to để mà đánh vào cái người mình. Rồi bắt đầu nó thông trang. Trước đó ngày 8 tháng 7, công an ở Khánh Hòa nhận tin báo về trường hợp một nạn nhân bị lừa bán qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao vào ngày 6 tháng 7. Muốn trở về lại Việt Nam thì gia đình phải trả 84 triệu đồng tiền chuộc. Gia đình nạn nhân còn cho biết hiện nạn nhân đã trốn ra khỏi nơi bị nhốt nhưng không xác định được ở vị trí nào và đang bị các đối tượng truy đuổi gắt gao. Từ nguồn thông tin trên, xác định tính chất nguy hiểm của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu nạn nhân. Nhiệm vụ đầu tiên đặt ra cho chúng tôi đó là thực hiện làm sao nhanh nhất vấn đề là giải cứu được người bị hại. Thì ở đây vấn đề là xác định rõ là hiện giờ anh bị hại đang ở đâu, vị trí nào trên Campuchia. Qua các công tác xác minh và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, như là đặc biệt là đồng chí thủ trưởng qua cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa, thì cùng sự phối hợp với các lực lượng chức năng cục nghiệp vụ của Bộ Công an thì đã xác định được vị trí. Ngay trong đêm 8 tháng 7, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự di chuyển vào tỉnh Tây Ninh bằng các biện pháp nghiệp vụ. Thông qua nhiều nguồn, các trinh sát đã liên lạc được với nạn nhân, từ đó hướng dẫn nạn nhân cách thức cải trang di chuyển về khu vực biên giới Campuchia Việt Nam, làm sao tránh được nguy hiểm từ các đối tượng đang truy đuổi. Đến trưa ngày 10 tháng 7, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Khánh Hòa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh giải cứu thành công và đưa nạn nhân về Việt Nam an toàn. Trong tuyệt vọng là nghĩ không bao giờ gặp con nữa, nghĩ là không biết có gặp mất con, nghĩ là mất luôn chứ không bao giờ gặp lại con đâu. Lúc đó là quá tuyệt vọng luôn, coi như là con người coi như là không thể tưởng tượng được là cái tuột cảm xúc tới mức độ nào, quá buồn, quá đau khổ. Nghĩ tới con là chỉ khóc thôi, bây giờ không biết sao đây, thì cũng vô bác như mấy chú cũng nhờ ơn trên các cấp chính quyền công an để phối hợp để giúp đỡ gia đình, cảm ơn rất là nhiều. Đứng giữa làng ranh mà sống chết được mà trốn được ra tới đây thì em muốn chia sẻ tất cả các bạn trên, không phải là tại Khánh Hòa không, nhưng mà cả nước luôn, đừng bao giờ mà tin lời mà việc nhẹ lương cao, không bao giờ có. Gọi là 101% là chỉ có lừa thôi. Trong tỉnh Khánh Hòa cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đã diễn ra rất nhiều trường hợp là công dân Việt Nam bị lừa với cái chiêu thức của các đối tượng, đó là cái bẫy là việc nhẹ lương cao. Và rất mong người dân là hết sức tỉnh táo và phối hợp cung cấp với lực lượng công an các cái thông tin và liên quan đến các cái thủ đoạn này của các đối tượng, và chúng ta tuyệt đối không tin tưởng tuyệt đối vào các cái thông tin thu nhập làm việc lương cao ở Campuchia và các nước khác. Như vậy, sau ít ngày nỗ lực triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã giải cứu thành công nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia, trở về đoàn tụ với gia đình an toàn. Qua vụ việc, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo khi có nhu cầu tìm việc làm, nhất là làm việc ở nước ngoài, người dân cần tìm hiểu kỹ các thông tin về nơi thuê lao động, liên hệ với các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới, xuất khẩu lao động đã được nhà nước cấp phép để được hướng dẫn cụ thể, tránh để mắc bẫy lừa của các đối tượng.